Bởi vì thứ nhất là điều đầu tiên, lý do là Vi là một cô em gái rất là đẹp rồi, đúng không mọi người? Đứng cạnh Vi là mình cũng đẹp ké luôn, nên là Thi nhận lời ngay. Và lý do thứ hai nữa thì Vi là một người rất là dễ thương. Hai chị em đã từng nhậu chung rồi, vui lắm ạ. Mọi người đã từng thấy Vi nhậu chưa? Trời ơi vui lắm, mọi người nhớ rủ Vi đi nhậu nha, là còn yêu hơn bây giờ gấp 10 lần luôn á.